Các bạn hẳn chưa quên những hình ảnh này: cách ly, giấy đi đường, phiếu đi chợ, thông điệp 5K và giai điệu nghe nhiều đến ám ảnh này. Đại dịch Covid-19 đã trở thành một kỷ niệm không thể quên trong cuộc đời của mỗi chúng ta, và hệ quả của nó vẫn còn hiện hữu cho đến tận hôm nay, khi tình hình suy thoái kinh tế đang ảnh hưởng đến toàn cầu. Thế nhưng, Covid-19 chưa phải là đại dịch duy nhất và đáng sợ nhất đã từng xảy ra tại Việt Nam chúng ta. Trong video ngày hôm nay, Từ Cổ Chí Kim sẽ điểm lại những đại dịch đáng sợ nhất trong lịch sử dân tộc. Bệnh tả. Bệnh tả hay thổ tả là một bệnh nhiễm trùng đường ruột do vi trùng Vibrio cholerae gây ra. Độc tố của vi trùng này gây tiêu chảy nặng kèm theo mất nước nặng, có thể dẫn đến tử vong. Đây là một bệnh cực kỳ nguy hiểm. Người bệnh sẽ xuất hiện các triệu chứng bệnh sau 12 giờ đến 5 ngày kể từ khi sử dụng thực phẩm hoặc nguồn nước bị nhiễm khuẩn. Bệnh tả lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam năm 1850 với 2 triệu trường hợp bệnh được ghi nhận. Từ năm 1910 đến 1938, số bệnh nhân mắc tả hàng năm dao động từ 5.000 đến 30.000 người. Bệnh tả eo to lần đầu tiên xuất hiện ở miền Nam năm 1964 với 20.009 người mắc bệnh, trong đó có 821 người đã tử vong. Ngày nay ở Việt Nam, bệnh tả xảy ra dưới dạng dịch lưu hành. Hàng năm vẫn có hàng trăm bệnh nhân bị bệnh tả được ghi nhận. Bệnh đậu mùa. Đậu mùa là căn bệnh truyền nhiễm của riêng loài người, gây bởi hai dạng virus Variola major và Variola minor. Loại Variola major độc hại hơn, gây tử vong trong số 30-35% bệnh nhân. Variola minor gây dạng bệnh nhẹ hơn, giết khoảng 1% bệnh nhân. Hậu quả của đậu mùa thường là vết sẹo trên da, nhưng cũng có khi làm nạn nhân bị mù vì giác mạc bị sẹo. Phái nam còn có thể bị hiếm muộn. Lịch sử Việt Nam có ghi lại một số những nhân vật chết vì bệnh đậu mùa, trong đó có Hoàng Tử Cảnh, người con cả của vua Nguyễn Thế Tổ, niên hiệu Gia Long. Hoàng Tử Cảnh mất năm 22 tuổi, để lại một vợ và hai con. Vua Tự Đức cũng bị bệnh đậu mùa và bị vô sinh, nên nhận một người con nuôi lên làm vua và chỉ tại vị được 3 ngày, đó là vua Dục Đức. Sử nhà Nguyễn cũng ghi hai nạn dịch lớn trước thời Pháp thuộc. Năm Canh Thìn 1820, tháng 11 âm lịch, bệnh dịch lan tràn, khởi đầu từ Hà Tiên đến Bắc Thành, nhiều người chết. Nhà nước trần cấp cho dân tổng cộng 73 vạn quan tiền. Năm Canh Tý 1840, tháng 9 âm lịch, ở Sơn Tây, từ mùa xuân đến mùa thu, có hơn 4.900 người chết vì dịch. Bệnh dịch hạch. Bệnh dịch hạch là bệnh lý truyền nhiễm gây ra do vi khuẩn Yersinia pestis. Bệnh diễn tiến cấp tính với biểu hiện nhiễm khuẩn nhiễm độc toàn thân nặng nề. Người nhiễm vi khuẩn gây bệnh từ các loài động vật gặm nhấm như thỏ, chuột, thông qua vật trung gian là bọ chét nhiễm khuẩn. Ở Việt Nam, vector gây bệnh chính là bọ chét Xenoscilla chiaopis, sống ký sinh chủ yếu trên chuột. Ở Việt Nam, từ năm 1960 đến 1970, mỗi năm có khoảng 10.000 trường hợp mắc bệnh, đứng đầu thế giới. Số ca bệnh giảm mạnh chỉ còn khoảng 140 trường hợp mỗi năm trong những năm sau đó. Đến nay thì gần như không ghi nhận được bất cứ trường hợp mắc dịch hạch nào ở các cơ sở y tế. Bệnh phong. Bệnh phong hay còn gọi là bệnh hủi, bệnh cùi hay có tên gọi khác là bệnh Hansen là một bệnh đã xuất hiện rất lâu trong lịch sử và là một loại bệnh nhiễm trùng gây hủy hoại bề ngoài, gây tổn thương các dây thần kinh ngoại biên và dần làm cơ thể suy kiệt. Bệnh phong lây truyền do tiếp xúc nhiều và gần với chất nhầy của người bệnh khi người bệnh hắt hơi hoặc ho. Tại Việt Nam, bệnh phong được biết có từ lâu đời. Do hoàn cảnh lịch sử và nhiều khó khăn, trước cách mạng, chúng ta chưa xác định chính xác số lượng bệnh nhân phong. Trong quá khứ, rất nhiều người Việt Nam đã bị cướp đi sinh mạng từ căn bệnh này. Trong số đó có nhà thơ nổi tiếng Hàn Mặc Tử. Bệnh phong trước đây được xem là bệnh nan y và khiến cho nhiều người khiếp sợ. Người nhiễm bệnh thường chịu thành kiến, chịu sự hắt hủi, xa lánh, thậm chí là bị ngược đãi từ cộng đồng, trôi sông, chôn sống, bỏ vào rừng cho thú dữ ăn thịt. Từ năm 1982, Việt Nam với việc đề ra chương trình thanh toán bệnh phong từng vùng, triển khai hoạt động trên cả nước. Đặc biệt, chương trình được triển khai tận các đơn vị xã phường, sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các ban ngành, làm cho công tác phòng chống mang tính chất xã hội hóa cao. Hiện nay, Việt Nam có các trại phong ở Quỳnh Lập, Nghệ An, Văn Môn, Thái Bình, Sóc Sơn, Hà Nội, Phú Bình, Sơn La, Quy Hòa, Bến Sắn, Đắk Nông, Chư Prong là nơi các bệnh nhân phong cùng chung sống với nhau. Hiện đã có rất nhiều loại thuốc điều trị bệnh phong rất hiệu quả, do đó tỷ lệ mắc phong tại Việt Nam hiện nay rất thấp, nên nhiều trường hợp mắc bệnh phong bị chẩn đoán muộn, để lại di chứng tàn tật nguy hiểm cho bệnh nhân và có thể tạo thành các ổ bệnh nguy hiểm trong cộng đồng.
Vì vậy, các bác sĩ không được mất cảnh giác với bệnh lý này. Khi nghi ngờ có bệnh nhân mắc bệnh, cần chuyển tới các cơ sở y tế chuyên khoa để thăm khám và làm các xét nghiệm chẩn đoán. HIV/AIDS. Căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS vẫn là một trong những vấn đề y tế nan giải của toàn cầu, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của con người. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực, nhưng căn bệnh này vẫn chưa thể đẩy lùi. Kể từ khi bùng phát vào thập niên 80 của thế kỷ trước, đại dịch HIV/AIDS đã cướp đi sinh mạng của hơn 35 triệu người trên toàn thế giới. Ở Việt Nam, kể từ trường hợp nhiễm HIV đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh vào năm 1990, vào những năm đầu 2000, dịch HIV ở Việt Nam bắt đầu tăng nhanh. Nếu như năm 2000 chỉ phát hiện được khoảng 10.000 người nhiễm, thì năm 2006 đến 2007, mỗi năm Việt Nam phát hiện được hơn 30.000 người nhiễm mới HIV và có tới 15.000 người tử vong do AIDS. Đại dịch HIV đã có mặt ở 100% số tỉnh, hơn 80% số xã, phường, thị trấn. Theo ước tính của các chuyên gia, hiện có tới khoảng 260.000 người nhiễm HIV đang sống trong cộng đồng. Phần lớn số người nhiễm HIV là ở lứa tuổi trẻ, tuổi lao động, trụ cột của gia đình. HIV/AIDS đã trở thành một đại dịch vô cùng nguy hiểm, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe, tác động trực tiếp đến sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Ngay từ khi dịch HIV/AIDS xảy ra, chính phủ đã quan tâm hình thành bộ máy tổ chức phòng chống HIV/AIDS. Đầu tiên là thành lập Ủy ban phòng chống các bệnh truyền nhiễm do Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương trực tiếp thực hiện. Sau đó là Ủy ban quốc gia phòng chống SIDA, mà cơ quan thường trực là vụ vệ sinh phòng dịch của Bộ Y tế. Năm 1994, Ủy ban quốc gia được tách ra khỏi Bộ Y tế và được chuyển thành Ủy ban quốc gia phòng chống AIDS do Phó Thủ tướng Chính phủ làm chủ tịch và cơ quan thường trực là Văn phòng Ủy ban quốc gia phòng chống AIDS. Ngày 20 tháng 5 năm 2005, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định thành lập Cục Phòng chống HIV/AIDS Việt Nam thuộc Bộ Y tế trên cơ sở tách ra từ Cục Y tế Dự phòng và Phòng chống HIV/AIDS. Theo các nhà nghiên cứu, nếu đẩy mạnh các biện pháp tích cực phòng chống HIV/AIDS tới năm 2030, HIV/AIDS sẽ không còn là mối đe dọa toàn cầu về sức khỏe, cứu 21 triệu người thoát chết và ngăn ngừa được 28 triệu trường hợp bị nhiễm virus. SARS. Bệnh SARS hay còn gọi là hội chứng hô hấp cấp tính nặng, tiếng Anh là Severe Acute Respiratory Syndrome, viết tắt là SARS, là một chứng bệnh hô hấp ở con người gây ra bởi một loại virus mang tên là virus SARS. Giữa tháng 11 năm 2002 và tháng 7 năm 2003, dịch SARS bùng phát ở Hồng Kông, lan tỏa toàn cầu và gần như trở thành một đại dịch với 8.422 trường hợp và 916 trường hợp tử vong trên toàn thế giới, 10,9% tử vong, theo Tổ chức Y tế Thế giới. Ở Việt Nam, dịch SARS đã khiến 44 y tá, bác sĩ của Bệnh viện Việt Pháp lây bệnh, 6 người trong và ngoài nước đã chết. Ngoài ra, có 2 người liên quan cũng tử vong là bệnh nhân Johnny Chang và bác sĩ Carlo Yubani. Bệnh viện Việt Pháp khi đó phải khử trùng và đóng cửa gần nửa năm. Cúm H1N1. Bệnh cúm AH1N1 gây ra bởi cơ thể nhiễm virus cúm AH1N1, một loại virus cúm được phát hiện vào năm 2009. Loại cúm này còn được gọi là cúm lợn vì ban đầu các nhà khoa học cho rằng chủng cúm này có nguồn gốc từ lợn, khác với chủng cúm AH1N1 trước đó. Cúm AH1N1 bùng phát mạnh vào năm 2009 và có tốc độ lây lan rất nhanh. Tại Việt Nam thì ca bệnh đầu tiên ghi nhận ngày 26 tháng 5 năm 2009 và bùng phát mạnh vào những tháng cuối năm 2009. Hàng nghìn người đã nhiễm virus cúm và nhiều người tử vong. Sau khi triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch, đến tháng 7 năm 2010, Việt Nam đã cơ bản khống chế dịch cúm AH1N1 trên phạm vi toàn quốc. Từ năm 2010 đến nay, cúm AH1N1-2009 lưu hành thường xuyên và rộng khắp ở nhiều quốc gia trên thế giới và trong khu vực, trong đó có Việt Nam, như các chủng virus cúm mùa khác. Kết quả nghiên cứu phân tích gen cho thấy chưa có sự biến đổi gen của chủng virus cúm AH1N1-2009. Tuy không nguy hiểm như nhiễm cúm AH5N1, cúm AH7N9, những người nhiễm cúm AH1N1 hay virus cúm mùa khác cũng có thể gây bội nhiễm, viêm phổi nặng và thậm chí là có thể gây suy đa tạng, tử vong ở một số người có bệnh mãn tính. Trên thế giới mỗi năm ghi nhận 250.000 đến 500.000 trường hợp tử vong do cúm. Đại dịch COVID-19. COVID-19 là viết tắt của Coronavirus Disease 2019, một đại dịch truyền nhiễm gây ra bởi virus SARS-CoV-2, một chủng mới của virus corona, gây viêm đường hô hấp cấp ở người và có khả năng lây lan từ người sang người. Ca ghi nhận đầu tiên tại Việt Nam vào ngày 23 tháng 1 năm 2020, với 2 trường hợp được xác nhận ở thành phố Hồ Chí Minh, đều là những người đến từ thành phố Vũ Hán của tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc. Từ ngày 6 tháng 3 năm 2021, Việt Nam bắt đầu ghi nhận hàng loạt các trường hợp mới liên tiếp mỗi ngày. Phần lớn trong số đó là những người đến từ vùng có dịch trên thế giới. Tình hình dịch bệnh đã trở nên trầm trọng hơn với số ca mắc COVID-19 cùng với số ca tử vong tăng đột biến.
đại dịch COVID-19 đã lan ra toàn bộ 63 tỉnh thành tại Việt Nam. Xã hội, kinh tế bị tác động bởi đại dịch, các hoạt động kiểm soát đã diễn ra, trong đó có hạn chế tự do di chuyển. Tính đến nay, trải qua 2 giai đoạn chống dịch và 4 đợt bùng phát dịch, cả nước đã ghi nhận trên 11,6 triệu trường hợp mắc và trên 43.000 trường hợp tử vong. 99,9% số mắc được ghi nhận trong giai đoạn từ 2020 đến 2022. Đến tháng 10 năm 2023, dịch COVID-19 hiện đã được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc. COVID-19 không còn là bệnh truyền nhiễm nhóm A mà chuyển sang nhóm B, được giám sát như các bệnh cúm mùa thông thường khác. Quý vị và các bạn thân mến, giai đoạn cuối năm là thời điểm các bệnh lây truyền qua đường hô hấp có khả năng tăng cao, trong đó bao gồm cả COVID-19, đặc biệt là ở miền Bắc. Trong 2 tuần đầu năm 2024, số mắc tăng gấp 2,4 lần so với 2 tuần trước đó, số nhập viện tăng nhẹ. Bộ Y tế đã có nhiều khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng tránh bệnh dịch. Rất mong các bạn sẽ chủ động làm theo để có được sức khỏe tốt nhất nhằm đón Tết vui xuân. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Tự Cổ Chí Kim. Nếu thấy video này có ích, hãy nhấn like và chia sẻ cho nhiều người cùng biết các bạn nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!